Trong đó, hàng nhập khẩu 324 xe, tổng kim ngạch gần 1 triệu đô la Mỹ, hàng hóa chủ yếu là rau củ quả phân bón, hàng xuất khẩu là 67 xe, tổng kim ngạch là gần 1,3 triệu đô la Mỹ. Trong đó 43 ô tô Thanh Long, còn lại là dưa hấu 10 xe, chuối 6 xe, mít 7 xe, tinh bột sắn 1 xe. Việc nhiều thanh long được xuất khẩu trở lại tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành Lào Cai là một tín hiệu tích cực khi loại hàng trái cây xuất khẩu quan trọng này đang bước vào vụ thu hoạch ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ.